Neymar cân nhắc từ giá đội tuyển Brazil sau trận thua Croatia. Hòa một đều sau 120 phút thi đấu, đội tuyển Brazil sau đó thất bại 2-4 trước Croatia trên chấm luân lưu tại tứ kết World Cup 2022. Sau thất bại trước Croatia, Neymar suy sụp và khóc nức nở. Thậm chí tiền đạo sinh năm 1992 không cho rằng mình sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Brazil sau World Cup 2022. Neymar tràn trề thất vọng. Chuyện tương lai tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ giờ không phải là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định về tương lai. Có thể tôi sẽ không suy nghĩ được thấu đáo. Sẽ quá vội vàng nếu nói rằng đây là kết thúc của tôi tại đội tuyển Brazil. Nhưng tôi cũng không đảm bảo bất cứ điều gì. Tôi cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, về những điều bản thân thực sự mong muốn. Tôi chưa vội chấm dứt tương lai tại Brazil, nhưng cũng không khẳng định 100% rằng mình sẽ trở lại. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chính Neymar ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Brazil trước Croatia. Nghiền ngã thay, Seleção không thể bảo vệ thành quả và rồi thất bại cay đắng. Chân sút sinh năm 1992 dành rất nhiều quyết tâm cho World Cup 2022. Trong quá khứ, anh từng thừa nhận rằng đây có thể là lần cuối cùng mình tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng rồi cầu thủ 30 tuổi vẫn không nhận được cái kết có hậu.